Chào tất cả 500 anh em đam mê bộ môn bài lá đã quay trở lại với kênh cờ bình mới nhất của tôi. Thì hôm nay nhé, tôi sẽ giới thiệu cho anh em một dòng máy đánh bài cao cấp anh em, một dòng máy đánh bài cao cấp nhất trên thị trường hiện nay luôn. Tôi có thể nói anh em là cao cấp nhất trên thị trường hiện nay luôn. Đó chính là một con máy đánh bài nhé. Đây anh em nhìn đây, đây chính là một con máy đánh bài ấy, iPhone 7 Plus hàng cao cấp nhất hiện nay. Đó chính là một con máy đánh bài CBA 600 phiên bản A em nhé, được tích hợp trên dòng iPhone 7 Plus cực kỳ đẹp luôn. Đấy anh em nhìn thấy không, mẫu mã cực kỳ đẹp, kiểu dáng rất đẹp em nhé. Thì con máy đánh bài này tôi có thể khẳng định anh em là máy đánh bài cao cấp nhất trên thị trường hiện nay luôn, không có ấy hàng này thì như anh em biết thì cái con iPhone 7 Plus này thì trên thị trường ấy thì bây giờ người ta đang thay đổi mẫu mã của nó thành CVK 700, nhưng mà thưa với anh em là cái con máy đánh bài này nhá, là nó là thực sự nó là CVK 600 phiên bản A ấy, người ta thay đổi về bao bì để người ta nâng giá sản phẩm lên thôi, còn thực sự thì nó chỉ là một con CVK 600 bản A như tôi đang cầm lên thôi. Ấy thì giá con này trên thị trường bây giờ người ta, bây giờ chúng tôi đang bán ra thị trường giá là 13 triệu đồng, còn bên chỗ khác người ta bán là từ 15 tới 17 triệu em nhé, thì người ta đã độ chênh lên giá, nhưng mà bên chúng tôi chỉ bán đến 13 triệu đồng một con máy đánh bài này thôi. Và khi anh mua máy đánh bài ấy, chúng tôi tặng ngay lập tức cho anh em 20 bộ bài này, đấy tức là hai cái bài ma vạch, đây tức là hai cái bài ma vạch kèm theo một hộp pin tai nghe em nhé, anh em lưu ý là kèm thêm một hộp pin tai nghe. Trị giá của bộ sản phẩm khuyến mại này lên tới 2 triệu đồng anh em ạ, đấy khuyến mại rất lớn anh em nhé. Đấy, bộ những chương trình khuyến mại cực kỳ lớn và chương trình khuyến mại lớn nữa cũng đi kèm theo cái máy này, tức là chương trình tri ân khách hàng đồng hành những năm qua cùng với điện tử Tuấn Tuân. Tức là khi anh em xem video clip của tôi ấy, thì em vui lòng like và đăng ký kênh, anh em chụp ảnh gửi về Zalo qua số hotline 0832 61 từ quý 2 thì chúng tôi đã giảm giá ngay lập tức cho anh em 30% giá trị sản phẩm khi anh em mua hàng ở shop anh em nhé. Đấy còn bây giờ còn đây là bài em nhé, còn bài đây là bài ma vạch nhá, em lưu ý là đây là bài ma vạch này, tôi giới thiệu luôn nha anh em là đây là bài, bài là đi kèm với máy, em lưu ý nhá, bài là đi kèm với máy, có bài thì với đánh được đấy, em hiểu, em chú ý này, có máy này có bài thì là đánh lậu, tỷ lệ chiến thắng của anh em là 100% em nhá, nhưng mà có máy mà không có bài thì là anh em không làm được gì em, thấy chưa? Đấy em lưu ý tôi là vậy. Thì bài nó vạch thì bên tôi rất nhiều mẫu mã bài em nhá, thì ví dụ đây là bài quả táo này, đây là bài 2K này đấy, thì bên tôi làm được tất cả mọi loại bài, ví dụ như anh em chơi bài kim cương xanh, kim cương đỏ, mặt Phật đấy, rồng vàng, rồng đỏ, chúng tôi làm hết. Anh em cứ chơi mẫu mã bài gì thì em alo chúng tôi làm bài đó cho anh em nhá, em lưu ý là vậy. Đấy và bây giờ tôi quay trở lại với con máy đánh bài này, thì bây giờ tôi đi test thử cho anh em xem nhá. Tại tại vì sao tôi nói với anh em là cái con máy đánh bài này đang là hàng cao cấp nhất hiện nay. Đây bây giờ tôi đang bật nguồn lên này. Đấy tôi đang bật nguồn máy lên. Máy này đánh gì em yên tâm đi, máy em mà đánh gì anh em quên sầu luôn. Đánh thì tỷ lệ chiến thắng là 100%. Đấy. À, mình hôm nay thì mình đi chơi em vài bán ba cây nhá, và bán liêng nhá, đánh liêng cho anh em xem. Đấy thì mà pin của máy này thì cũng rất trâu anh ạ, pin máy này thì chơi được trong vòng 8 tới 10 tiếng, pin của nó là pin liền anh nhá, anh em lưu ý pin là pin liền đấy, không phải pin tháo ra lắp vào như của mấy con máy anh bài giá rẻ. Con này là hàng cao cấp nên là nó sẽ làm theo thuộc dạng cao cấp anh nhá. Thì cú phát là con máy này là thăng 1356 này đấy, thăng 1356 này anh em, ấn đăng nhập này, ấn đã mua các trò chơi này và mình ra đánh liêng cho anh em xem. Thì đây liêng thì em vui lòng để tôi chế độ chơi là này, chọn lựa chọn mã chơi 68 xuống người chơi 5 đấy, chơi bao nhiêu người thì em chọn bấy nhiêu người. Và cái quan trọng này, cực kỳ quan trọng này, là cái tai nghe, cái chế độ âm thanh. Chế độ âm thanh thì mình sẽ để chế độ là tai nghe tích hợp kỹ thuật số trong cuộc chơi, còn bây giờ tôi đang review anh em, tôi để chế độ loa ok và tôi đã bắt đầu cuộc chơi đấy. Này em nhìn này, anh đúng không? Anh em lưu ý nhá, bài tôi không để xuống cần lên chạm bàn đấy, em thấy không? Máy báo cực kỳ ok em nhá. Đấy thì như các con máy khác thì anh em phải là đặt này, phải là đặt dọc này đúng không, cần ngang này đấy, nhưng mà riêng máy này nhá không cần thiết, máy này em để kiểu gì cũng được này, cầm bài này vẫn báo bình thường này đấy, em thấy hết báo bây giờ mà camera của nó rất xa em nhá. Đây ví dụ là để 30 phân này đấy, 50 phân này đấy, em thấy không? Rất rộng đấy, em thấy không, camera của nó cực kỳ rộng. Hai thì mình nhá, bỏ đi hai lá này đấy, đây JVK này anh em nhìn này, JVK nhé, bài mình là liêng này, bài này là ảnh này, KKQ này, anh em thấy chưa đấy, máy báo anh em thấy chưa, cực kỳ chính xác em nhé, cực kỳ chuẩn xác luôn, báo không có sai đâu anh em ạ. Đây 9 9 9 9 8 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
Đấy. À. 6 6. Cầm này, đảo tiếp này. À. 3 3. Đấy.
này. Hai hai hai. À. Sáu sáu sáu. Rồi. Em thấy chưa? Sáu. Rất sáu, nhanh em nhá. Bài báo sáu thì mình bỏ đi sáu lá này. Một. Đấy. Anh em bài mình là 9 này, 9 lớn này, em thấy chưa? Bài mình là 9 lớn. Đấy, 9 0. Em thấy chưa? Cực kỳ hợp lý chưa? Đấy, đánh liêng mà như này thì quên đi đúng không? Quên sầu luôn đúng không anh em? Đấy, máy báo rất ok nhá. À, cho anh em xem bán cuối tiếng cuối này. Đấy, đứng này đánh đặt thỏa mãn này. Đấy. 6 đấy, 6 cắt 6 này. 2 à, 2 cắt 2 này. 2 2 này, cắt tiếp này. 2, bài này đi bán cuối đánh đi ra liêng em nhé. Đấy, bán cuối ra liêng, nhà này là 2 nước, nhà này 5. Em thấy chưa? Đấy, quá hợp lý cho một cái máy đánh bài nhé em nhé. Thì hiện tại thì bên chúng tôi đang có hai cơ sở. Cơ sở thứ nhất là bến xe miền Đông Sài Gòn, cơ sở thứ hai là bến xe Mỹ Đình Hà Nội. Nếu mà anh em nào mà muốn tìm hiểu cái máy đánh bài này hoặc là muốn mua hàng ấy thì anh em hãy tới thẳng trực tiếp cơ sở của bên mình. Thì mình khuyên anh em là anh em nên tới thẳng cơ sở trực tiếp bên mình để test hàng em với chúng tôi với bên mình anh em nhé. Thì khi tới thì bên mình hướng anh em chơi con máy này. Đấy, và một vài kỹ năng tiểu xảo khi anh em chơi đánh bài trong cuộc chơi. Đấy. Và nếu nào anh em ở xa mà không thể tới được ấy thì bên mình sẽ test hàng trực tiếp cho anh em qua Facebook, Zalo em nhé. Còn video mình làm tới đây kết thúc. Anh em nào cảm thấy video của mình hay ấy, thì hãy like và đăng ký kênh cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em. Hẹn gặp lại anh em những video clip sau.